Chiều nay, tại trụ sở tỉnh ủy diễn ra hội nghị lần thứ 25 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19 nhằm lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí thường trực tỉnh ủy, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy và xem xét cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng liên quan tới việc phát triển kinh tế, xã hội. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy cùng các đồng chí thường trực tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh đây là hội nghị hết sức quan trọng nhằm lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Bên cạnh đó, hội nghị cũng xem xét cho ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết việc thực hiện 5 nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 và chủ trương đầu tư 3 dự án giao thông quan trọng. Lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Tôi đề nghị các đồng chí bám sát quy định số 96 của Bộ Chính trị và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, bảo đảm đoàn kết thống nhất vì sự phát triển chung của tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm để đánh giá một cách khách quan, trung thực về uy tín và kết quả thực hiện các chức trách nhiệm vụ được giao của cá nhân từng thành viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, và từ đó cũng để giúp cho cán bộ tự soi, tự sửa, tiếp tục phấn đấu rèn luyện cho công tác. Về sơ kết 5 nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đề nghị các đồng chí phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm để tập trung thảo luận, đánh giá khách quan toàn diện kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ đề ra một số các cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp của 5 chương trình theo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Về đề xuất chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư của một số dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đây là những dự án lớn, quan trọng trong việc thực hiện đột phá chiến lược phát triển hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh, góp phần thực hiện quy hoạch giao thông của tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, đồng thời cũng góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và địa phương có các dự án đi qua. Hội nghị tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 đồng chí, gồm đồng chí Bí thư tỉnh ủy, 2 đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy và 11 đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Kết quả thành công rất tốt đẹp, các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt tín nhiệm cao. Hội nghị nghe Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường tránh đường DT376 đoạn qua huyện Yên Mỹ và Ân Thi. Chủ trương đầu tư dự án đường DT387 đoạn từ quốc lộ 5 đến quốc lộ 38 và đường quy hoạch 69m trên địa bàn thị xã Mỹ Hào qua khu công nghiệp Minh Đức. Hội nghị cũng xem xét báo cáo sơ kết thực hiện 5 nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về các chương trình phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, gồm Nghị quyết số 08 về chương trình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, Nghị quyết số 09 về chương trình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, Nghị quyết số 12 về chương trình phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 13 về chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch, Nghị quyết số 29 về chương trình phát triển đô thị. Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn, các đại biểu tham luận về các nội dung được hội nghị xem xét cho ý kiến. Nội dung chi tiết của hội nghị cũng như kết luận của đồng chí Bí thư tỉnh ủy sẽ được chúng tôi truyền tải trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.